là nơi hội tụ đông đảo khách du lịch từ nhiều tỉnh Đông Nam Bộ đổ về. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Vũng Tàu ngày càng nở rộ các địa điểm thư giãn giải trí. Chỉ tính riêng lượng cà phê đáp ứng cho sở thích của thực khách khi nghỉ dưỡng ở đây cũng đã tạo thành một thị trường. Theo đại diện cà phê Hùng Thắng, một trong những nhãn hàng cà phê hạt nguyên chất đang được tiêu thụ ở nhiều địa chỉ ẩm thực, lợi thế của thành phố du lịch đồng thời cũng là thách thức đối với người sản xuất cà phê. Bởi nguồn cầu ổn định nhưng sẽ khó khăn hơn để thỏa mãn được khẩu vị đa dạng và ngày càng khắt khe của thực khách, vốn là những người rất dễ đưa ra so sánh đánh giá chất lượng cà phê. Điều này buộc nhà sản xuất phải đầu tư trang thiết bị máy móc ngày một tốt hơn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng đầu ra. Đại diện đơn vị này cho biết, trong những năm qua đã không ngừng chuyển đổi công nghệ để hiện đại hóa quy trình sản xuất, đặc biệt là chú trọng phương pháp rang xay để giữ nguyên vẹn tinh túy của hạt cà phê nguyên chất, đồng thời tạo điểm nhấn riêng trong hương vị của thương hiệu cà phê. Từ cái khâu chọn nguyên liệu đầu vào, chúng tôi lựa chọn được nguồn nguyên liệu phải là cà phê của vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột. Sản phẩm chúng tôi đưa vào chế biến phải là những hạt cà phê chín đều đủ độ ẩm. Quy trình rang phải đảm bảo đúng thời gian và nhiệt độ thì sản phẩm chúng tôi khi thành phẩm sẽ chín đều, đồng sắc và giữ trọn được hương vị nguyên thủy của cà phê. Hiện tại thì doanh nghiệp chúng tôi xây dựng hệ thống bán hàng với nhiều hình thức. Chúng tôi giao trực tiếp cho các cửa hàng tạp hóa, bán hàng online, mở các hệ thống nhà phân phối ở các tỉnh thành. Nhưng hiện tại doanh nghiệp chúng tôi chủ đạo vẫn là đưa sản phẩm trực tiếp đến hệ thống quán cà phê. Bên cạnh việc tuyển chọn nguyên liệu đầu vào, mỗi nhà sản xuất sẽ có công thức phối trộn riêng để tạo ra hương vị mong muốn. Tuy nhiên, cùng với xu hướng quay về với những gì nguyên bản và gần gũi nhất với tự nhiên, cà phê mộc, không sử dụng chất độn hay chất bảo quản, không tẩm hương liệu đang ngày càng được thực khách ưa thích hơn. Đây là lý do vì sao nhiều nhà sản xuất cà phê hiện nay đưa ra cam kết sản phẩm sạch, không hóa chất. Đơn vị nói trên cũng đã phát triển một bộ sưu tập cà phê có hương vị mới, được ứng dụng bí quyết riêng ở khâu rang xay, tạo nên vị cà phê mộc ngon độc đáo. Sản phẩm đi đúng xu hướng tất yếu của thị trường, nên nhận được phản hồi tích cực từ các nhà phân phối. Tôi sử dụng cà phê Hùng Thắng có được 3 tháng nay. Lý do tôi chọn cà phê Hùng Thắng là thứ nhất là vì chất lượng. Tôi cảm giác như cái hương vị của nó đậm đà, với lại nó cái cảm giác như nó phù hợp với cái khẩu vị của người ở đây. Cách giao hàng phục vụ của nhân viên thì nó rất là chu đáo, nó nhanh nữa, nó đáp ứng kịp thời cái nhu cầu của quán. Cũng theo đại diện thương hiệu cà phê Hùng Thắng cho biết, không có gì thuyết phục thực khách hơn so với việc thấy tận mắt, ngửi tận mũi, nếm tận miệng. Đặc biệt là đối với cà phê hạt rang xay bắt buộc phải hội tụ 3 yếu tố: sắc, hương, vị. Để chọn mua được những hạt cà phê mộc đảm bảo chất lượng, bên cạnh tự trang bị kinh nghiệm thẩm định cà phê, người tiêu dùng cần tìm cho mình một nhà cung cấp có uy tín.